Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Hôm nay mình tiếp tục lên rừng để mà hái cái cây thuốc đó. Và cái buổi hôm nay thì mình gặp cây gì thì mình hái cây đấy. Ở đây thì hay có những cái cây ở đây còn chưa nói xong, đã bắt gặp cây chè dây này các bạn này. Đấy, đây chính là cây chè dây này. Đó. Rồi, cái cây đấy nó hơi bé nên là tôi sẽ đi tìm một cái cây to hơn. Và đây là cái gốc thảo quả này các bạn này. Đó. Ở đây thì có khá nhiều loại thuốc. Có vẻ là bên này không đi ra được, không lên được. Mình phải đi theo đường này. Hôm nay mình muốn giới thiệu và gửi đến các bạn một số những cái thông tin về cái cây chè dây cũng như là cây dạ cẩm. Đấy, hôm nay là đây, vợ chồng mình đi lên trên rừng hái hai cái loại thuốc này. Đây các bạn. Đây chính là cây chè dây đây. Các bạn nhìn rõ. Đó. Tôi không biết mô tả cây thuốc này như nào, nhưng mà đây là một loại thân dây leo nhé các bạn. Đây các bạn có thể thấy là nó có những cái tua này. Đó, nó có những cái tua. Và lá của nó hình răng cưa. Đây, lá nó hình răng cưa sâu nhé các bạn. Và cái cuống lá thì lá nó mọc đối xứng với nhau. Đây. Đó. Lá thì mọc đối xứng với nhau. Và cái cuống lá các bạn thấy nó màu đỏ đây. Đó, cuống lá của nó màu đỏ. Và một cái đặc biệt nữa, cây chè dây này thì khi mà mình phơi khô ấy, mình phơi khô thì nó có một cái mùi rất là thơm và nó màu của nó là màu trắng. Nó giống như kiểu là màu của những cái mà bị mốc ấy, nhưng mà thực chất là nó không phải. Đấy. Thì cái cây chè dây này nó có rất là nhiều công dụng. Đấy, có thể là trước những cái video của tôi đã có nói về cây này rồi. Hoặc là cũng có thể là không. Đây. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin về cây chè dây. Hy vọng là nó là những cái thông tin hữu ích để cho các bạn tham khảo. Thì cái cây chè dây này, cái tác dụng của nó ấy, thì nó có rất là nhiều công dụng. Cái thứ nhất mình phải kể đến là công dụng là nó điều trị mất ngủ ấy. Đấy. Điều trị mất ngủ rất là tốt. Những cái trường hợp nào mà cô bác anh chị nào mà bị mất ngủ ấy, thì chúng ta có thể lấy cái cây chè dây này, chúng ta đun uống, chúng ta hám hoặc là hay nói cách khác là chúng ta pha, như kiểu pha chè uống hàng ngày ấy, nó điều trị mất ngủ rất tốt. Và cái công dụng thứ hai nó rất là tuyệt vời, chính là điều trị viêm loét dạ dày nhé các bạn nhé. Nhưng mà các bạn để mà muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa thì các bạn có thể lên tham khảo trên Internet. Đấy, các bạn có thể tham khảo trên Google để biết rõ hơn về cái công dụng này. Đấy, đấy là những cái trường hợp mà các bạn là không tin tưởng về những cái thông tin mà tôi đưa lên, đúng không nhỉ? Thì những cái trường hợp mà bị viêm loét dạ dày thì các bạn có thể dùng cây này, nó rất là tốt nha các bạn. Đấy, các bạn dùng từ 2 đến 3 tháng, cứ uống liên tục, nó cho bạn tác dụng rất tốt. Và điều trị cái bệnh đại tràng nữa, nó cũng rất tuyệt vời. Và ngoài ra thì nó còn điều trị những cái chứng ung nhọt này, mụn nhọt cũng rất là hiệu quả. Đó chính là cây chè dây này. Đấy. Hôm nay là vợ chồng mình đi hái những cái cây thuốc này. Đây. Được là một nắm. Và lưu ý các bạn là đây, khi mà các bạn hái, các bạn đừng có hái tận gốc nhé, các bạn đừng có nhổ. Các bạn chỉ hái những cái non này thôi. Đấy, xong là để như này, xong sang năm nó lại tự khắc nó lại mọc ra để chúng ta
À, những cái vụ vụ mới. Đấy. Đây. Vậy là tôi đã hái được một nắm trái dơi rồi đây các bạn này. Đấy. Và cây này thì ít khi có. Đây, đây một cây nữa. Cái này ở trên rừng, những cái vùng khí hậu mát mẻ ấy, thì nó mới có. Không biết là chỗ các bạn có không, nhưng mà chỗ tôi thì nó có nhưng mà nó ít. Đây các bạn, đây chính là cây chè dây này. Đây. Đó. Cái clip hôm nay thì tôi chỉ muốn đưa các bạn cùng tôi đi khám phá thôi. Đây. Đây. Các bạn thấy lá, mặt dưới lá nó có màu màu tím tím này. Đây các bạn này. Đó, đây chính là cái cây chè dây này. Đấy. Đây nhé các bạn. Đó. Thì tôi cũng xin lỗi các bạn, có thể là trong quá trình làm video đấy, cũng như nhiều cái video khác thôi, nhiều video trước thôi, có thể là tôi nói hơi dài dòng thì mong tất cả các bạn thông cảm, tại vì là tôi nói không có cái kịch bản sẵn, tôi gặp cái gì thì tôi nói cái đấy thôi. Đây, đây là một cây thuốc nữa chữa dạ dày này các bạn này. Đây chính là cây giả cầm. Và cây này thì tôi cũng có nhiều thông tin tôi gửi đến các bạn rồi. Đấy, đây là cây giả cầm nhé các bạn. Nhiều bạn cứ nhầm tưởng cây này là cái cây lá ngón đấy các bạn. Nhiều bạn tưởng cây này cây lá ngón, nhưng mà thực chất cây này không phải. Cây lá ngón là một cái cây nó khác nhé. Ở đấy nó không có. Để hôm nào có thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cây lá ngón. Cây lá ngón ở vùng Tây Bắc chúng tôi thì rất là nhiều. Đấy. Thì hôm nay đây cây dạ cẩm này cũng là một cái cây trị viêm loét dạ dày này. Nó rất là hiệu quả này các bạn này. Đấy. Thì cái này thì tôi nói rồi. Hôm nay tôi mục đích của tôi là tôi chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về cái cây chè dây này thôi. Có thể là những cái thông tin mà tôi đưa lên nó còn chưa đầy đủ. Nó còn thiếu thì mong tất cả các anh chị và các bạn. À, những người nào mà sử dụng cái cây chè dây này rồi đấy, đã biết đến cây chè dây và cái tác dụng của nó rồi, thì nếu mà các bạn ấy, các anh chị có xem được cái clip này thì vui lòng góp ý cho tôi. Đó, góp ý cho tôi để tôi hoàn thiện hơn về những cái cách trình bày, cũng như là tôi có được nhiều thông tin hơn nữa để hoàn thiện những cái clip lần sau nó được tốt hơn. Đây, đây có khá là nhiều cái cây dạ cẩm. Thì tí nữa tôi sẽ chắc chắn là tôi sẽ lấy về rồi. Chứ tôi, tại vì là hôm nay tôi đi tìm cái cây chè dây này thì nó khá là ít, nên là nó sẽ không đủ. Kìa, tôi mang cả bao tải cơ. Đó. Đây các bạn. Đây chính là cây chè dây này. Mùi vị của cây chè dây này thì nó rất là thơm. Nó thơm cực kỳ luôn đấy các bạn. Các bạn ở trên miền núi thì mới biết được cây chè dây này nó như nào. Còn ở dưới xuôi thì có thể là nhiều người cũng biết, nhưng mà khả năng là đại đa số là không biết đến cây chè dây. Đấy. Đây, nó là như này này các bạn này. Đấy. Đây, hôm nay tôi mang cái này ra đựng. Được không nhiều. Đó. Ở bên này có không? Có à? Đây này các bạn này. Đấy. Đây chính là chè dây này. Thơm gì à? Ơi. Chưa phơi mà nó thơm. Ừ. Mùi vị rất đặc trưng luôn. Đây. Rồi.
À, xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái clip này. Nhưng mà các bạn thấy hay ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem nhé. Và hy vọng lớn nhất của tôi là nhận được cái sự ủng hộ và đóng góp của các bạn bằng những cái lời bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.